Nguyễn Lệ M2 đơn này, chị Thu Hoài M2 đơn nhá, Nguyễn Lan M2 đơn này, đẹp quá các anh chị ơi. Một bộ này, bộ ba sản phẩm này bên em bán giá tri ân chỉ còn có giá 250.000 thôi ạ. 250.000 chọn bộ ba sản phẩm như thế này nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Làm M2 kèm số điện thoại, chọn bộ ba sản phẩm như này với giá 250.000, một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Làm M2 kèm số điện thoại, em chỉ tri ân được cho 50 anh chị, nhanh tay để lại số điện thoại thôi. Hết 50 anh chị bên em trở về với giá gốc là 1.350.000. Nên là chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Làm M2 kèm số điện thoại, chất liệu vàng non cao cấp có thẻ bảo hành này. Đấy, bảo hành trọn đời này, đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhé. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em, làm M2 kèm số điện thoại. M2 chọn bộ 3 sản phẩm bao gồm một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay, giá chỉ còn 250.000 thôi. Đúng rồi, các chị nghe không sai đâu ạ. 250.000 cho 50 anh chị, nhanh tay để lại số điện thoại, làm M2 kèm số điện thoại. Hết 50 anh chị bên em sẽ trở về với giá gốc là 1.350.000. Nên là chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay cho em nhé. Chất liệu vàng non cao cấp bảo hành trọn đời, tắm giặt thoải mái không bao giờ bị hen sỉ, các anh chị yên tâm cho em, làm mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhé. Có một thẻ bảo hành đến tận nơi, khi các chị mà không muốn sử dụng nữa bên em vẫn thu mua lại với giá 80%, nên là các chị yên tâm cho em nhé. Đây em sẽ đi kỹ này. Đấy, bộ ba sản phẩm, mã của nó là M2, gồm một dây chuyền kèm mặt hàng phun đá, có đá ruby là đá đỏ nhá, một đôi bông tai này quá đẹp luôn, và một chiếc lắc tay, giá chỉ còn có 250.000 chọn bộ ba sản phẩm như thế này, mã của nó là M2, đến tận nơi các anh chị yên tâm cho em, mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhé. Cứ đến tận nơi nhận đúng 3 sản phẩm, một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một chiếc lắc tay, thanh toán đúng 250.000 cho em. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Mã của nó M2, chất liệu vàng non cao cấp có thẻ bảo hành. Đấy, và làm sao ạ? Khi các chị yên tâm cho em là khi mình không muốn sử dụng nữa, bên em vẫn thu mua lại với giá 80%. Bộ này mà các chị đeo đi chơi, đi làm, đi tiệc thì quá là xinh luôn đúng không ạ? Một dây chuyền này, một đôi bông tai này và một chiếc lắc tay, giá chỉ còn 250.000. Đấy, rồi để lại số điện thoại cho em là M2 kèm số điện thoại, nhân viên của em sẽ gọi điện lại tư vấn cho mình các chị nhé.